quý vị thân mến, tử vi tháng 12 âm lịch, tuổi kỳ dậu, sinh năm 1969, được thần tài ban lộc xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu cực nhanh, cuối năm ăn Tết cực to. Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử vi 12 con giáp cuối năm nhâm dần này. Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng cuối cùng của năm cũ thì ai cũng hy vọng rằng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần phải có một chút vận may để vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Có những người trong suốt khoảng thời gian vừa qua vẫn chật vật đối mặt với những sóng gió, những khó khăn, thử thách, họ luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực với một mong muốn là được đổi đời lên một tầm cao mới. Nhưng do thời vẫn chưa tới cho nên cuộc sống của họ vẫn cứ dậm chân tại chỗ thậm chí là còn phải đi vay nợ khắp nơi để trang trải qua ngày. Cũng có những người sướng từ trong tướng nước sướng ra, sinh ra đã ở vị đích, được trời ban cho số mệnh, phú quý, điều kiện đủ đầy, sống trong nhung lộ, làm việc gì cũng có được, quý nhân vây quanh, giúp đỡ, khiến cho bao nhiêu người phải đổ mặt ganh tị. Từ vi khoa học có nói, trời sinh mọi người, mọi số mệnh không phải ai sinh ra cũng gặp được điều kiện may mắn mà thành công có được đều phải đánh đổi bằng sự hy sinh và cố gắng không ngừng của bản thân mình. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu và luận giải tử vi đậu số dành cho từng tuổi, từng con giáp, thì các chuyên gia phong thủy vui mừng tiết lộ rằng bước sang tháng 12 âm lịch tới đây, con giáp tuổi kỷ dậu sinh năm 1969 là con giáp đặc biệt may mắn được trời phú cho số mệnh đắc tài, đắc lộc, thần tài sẽ yêu ái, gánh lộc đến tận cửa nhà, sự nghiệp phát lên như diều gặp gió, quý vị sẽ trả sạch nợ nần, sống nhàn nhã, sung sướng tới hết phần thiên hạ. Vậy, vận trình thông tháng diễn ra như thế nào? Bạn mệnh hãy bỏ ra 10 phút để xem hết video này và đón vận may cát lành đến với mình, quý vị nhé! tử vi tháng 12 âm lịch cho tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969, được thần tài ban lộc, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu cực nhanh cuối năm ăn tết cực to. Xét tổng quan tử vi tháng 12 âm lịch, dương lịch từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến ngày 21 tháng 1 năm 2023. Về can chi, là tháng quý sửu, năm nhâm dần, thiên can quý thủy địa chi sửu thổ, đặc trưng, thiên địa bình hòa, vận khí cắt lành trời sinh những người tuổi kỳ dậu, siêng năng, chăm chỉ, luôn biết cố gắng và phấn đấu không ngừng, tìm kiếm cơ hội thăng hoa. Đa số tuổi kỳ dậu đều muốn xây dựng cuộc sống giàu có, sung túc, nếu như không thể giàu có, thì ít nhất cũng có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người thân yêu. Đa số những người tuổi kỳ dậu phải trải qua khó khăn từ nhỏ, nên họ biết trân trọng giá trị lao động, nhờ vậy cuộc sống vào trung vận gặt hái được nhiều thành công, cuối năm nhâm dần cuộc sống kỳ dậu sẽ được nâng lên một tầm cao mới, đặc biệt vào tháng 12 âm lịch tháng cuối cùng của năm. Tuổi kỳ dậu sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp, bên cạnh đó kỳ dậu sẽ tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống, thay đổi sự nghiệp, giúp họ càng ngày càng thăng hoa rực rỡ để bước sang năm 2023, chỉ có giàu và giàu hơn mà thôi. Cụ thể tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi kỳ dậu sinh năm 1969 trong tháng 12 âm lịch như sau. Về sự nghiệp, Xem lá số tử vi tháng 12 âm lịch thấy rằng những người sinh năm 1969 sẽ khiến cho những người xung quanh phải ngạc nhiên bởi sự bứt phá ngoạn mục của mình trong tháng cuối cùng của năm nhâm dần này, có sự che chở của tam hợp sự nghiệp rực sáng, có những cơ hội phát triển đáng kể, bản mệnh có sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy để theo đuổi mục tiêu đây là thời điểm tốt nhất để tuổi này nắm bắt thời cơ củng cố địa vị của mình bản mệnh đang có những bước tiến xa hơn trên chặng đường công danh lại thêm thiên ấn xuất hiện trong tháng báo tin vui cho người tuổi này biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu vị, thuẫn, sự phối mến, hợp ăn ý giữa mọi người, giúp linh, những vấn đề khó khăn trước đau, đó được 5 giải quyết trong thời 6 gian 6 sớm hơn, đỡ tốn công tốn sức so với khi lâu bạn lâu, phải làm một mình, sức đo đo mạnh tập thể đoạn, càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn. Vậy nên, thường ngày bạn đừng quên chăm sóc kết nối với những đối tác khách hàng tiềm năng của mình, đối phương không giúp được bạn về mặt vật chất hay nâng đỡ bạn trong công việc cụ thể, nhưng sẽ mang tới cho bạn sự ủng hộ cần thiết. Tất Và nhiên, bản mệnh cũng không nên quá ỷ lại vào người khác mà phải tự mình hành động cố, chăm chỉ, thì, nỗ lực thì mới đạt thì được kết quả đúng như ý nguyện. Sẽ gặp được nhiều Nhân lúc các khí tràn lan, đây cũng là thời gian tốt để bạn có thể trau dồi, cũng như rèn luyện tất cả những gì liên quan tới sự sáng tạo trong công việc của mình. Khăn, việc mạnh và mẽ và tự tin bộc lộ khả năng của mình sống, là chìa khóa để bạn đi tới thành công trong phút thời gian vậy là qua, sau những cố gắng không ngừng vấn, nghỉ người tuổi kỳ dậu cuối cùng gió, cũng đã gặt hái được thành công từng bước tiến gần hơn tới mục khó tiêu khó mà mình đã đặt ra cấp trên nhìn thấy lực, những nỗ lực không mệt mỏi của bạn quyết định giao thêm trọng trách cân nhắc lên vị trí cao hơn Bên cạnh những may mắn kể trên, tuổi kỳ dậu vẫn cần hết sức thận trọng, khi có ngũ Nhưng quỷ hung tinh xuất hiện, dự báo có điểm tiểu nhân quấy phá, lúc này bạn cần ý thức rằng dù bản thân đã có lợi thế, chó, thì cũng chớ nên tỏ ra hoanh hoang, khoe khoang, coi thường người khác, người càng tài người giỏi lại càng khiêm tốn, chứ đừng vì sĩ, sĩ diện nhất thời mà tỏ thái độ không đúng mực, khêu gợi tiểu nhân thì sẽ tự rước lấy rắc rối cho bản thân mình. Về tài lộc Bước sang tháng 12 âm lịch, tài lộc tuổi kỳ dậu vượng lên khá rõ, cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều sự may mắn, về tiền bạc cả nghề tay phải, lẫn nghề tay trái, đều đem lại thu nhập khả quan. Nhưng, chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn, công việc tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo người tuổi này có nguồn thu nhập dùng dình, bên cạnh khoản lương cứng, với biểu hiện xuất sắc của mình, còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng, chịu trách nhiệm đặc biệt về ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chia doanh số không nhỏ đây là tháng chạp tháng cận tết cuối năm là lúc mà tiền lương tiền thường được trao nhiều khoản thu nhập đổ dồn về cùng lúc giúp tài khoản của tuổi dậu tăng tiến chóng mặt trong khi đó người làm ăn kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng các cơ hội buôn bán mùa lễ hội cuối năm liên tục mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh choáng ngợp nhưng cũng vì thế mà bản mệnh có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn hạng mục phù hợp người tuổi kỳ dậu được khuyên đường quá vội vàng đưa ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó hãy dựa vào kinh nghiệm và căn cứ năng lực của mình chọn lĩnh vực mà bạn biết rõ nhất khi đó bạn sẽ tự tin hơn gặp tình huống bất lợi cũng biết cách xoay sở kịp thời ngoài ra bạn cũng nên tin tưởng vào trực giác của mình nhất là khi có ngũ quỷ là hung tinh xuất hiện có thể gây ra một vài bất lợi nhất định nếu bạn chủ quan và cảm thấy cơ hội nào đó không ổn thì tức là nó có vấn đề thật bạn nên dành thời gian tìm hiểu thêm tiền bạc dư giả nên bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết, hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm của mình. Dù vậy, người tuổi này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt hơn, tránh xa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa, mà gây ra lãng phí về tiền của. Về tình cảm May mắn tiếp tục đồng hành cùng với tuổi dậu ở phương diện tình duyên, trong tháng này chuyện tình cảm của bạn có khá nhiều niềm vui, nhờ bán hợp đồng hành người đã lập gia đình gia đạo an vui vợ chồng đồng lòng buôn bán nhà cửa những ngày cận tết chuyện nhỏ chuyện lớn đều được đem ra bàn bạc và hỏi ý kiến đối phương như vậy không khí gia đình luôn ngập tràn sự ấm cúng hòa thuận người độc thân có vận đào hoa nhân duyên với người khác giới vượng sắc nên dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình nếu tình cảm đến vào lúc này sẽ phát triển rất nhanh thời gian tới bạn sẽ không còn lẻ loi một mình nữa để vận trình mọi việc được hanh thông thuận lợi thì ngay sau đây là phần luận giải tử vi theo tuần trong tháng 12 âm lịch cho người tuổi kỳ dậu sinh năm 1969, mời quý vị cùng chú ý theo dõi và chiêm nghiệm. Tử vi tuần 1 bắt đầu từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch, sự nghiệp người tuổi kỳ dậu khá bình ổn vào đầu tuần. Nhưng đến giữa tuần thì rắc rối bắt đầu xảy ra, do thương quan và kiếp tài ảnh hưởng, bản mệnh dễ gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cấp trên, khiến công việc chẳng thể nào suôn sẻ được. Chỉ đến cuối tuần, khi có quý nhân phù trợ, mọi việc mới quay trở về quỹ đạo. May mắn là vận trình tài lộc của bạn khá khởi sắc, đặc biệt là thời điểm đầu tuần, vì thế là người làm đầu tư kinh doanh, bạn nên chủ động chấp lấy cơ hội, không nên trần trừ, do dự, kẻo thời cơ rơi vào tay người khác. Xem tử vi tuần mới cho thấy rằng, chuyện tình cảm của bản mệnh chưa có nhiều tiến triển đáng kể, dường như vợ chồng bạn vẫn còn nhiều điều giấu giếm nhau, nên dù có duy trì bầu không khí hòa bình, thì trên thực tế nhiều khúc mắc vẫn còn tồn tại, đôi bên cần phải thành thật với nhau hơn. Một điều nữa là bạn cần phải lưu ý trong tuần này chịu ảnh hưởng của hung tinh Thái Tuế, bản mệnh cần cẩn thận hơn trong khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay để tránh các sự cố đáng tiếc, nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu mỏi mệt tốt nhất bạn nên nghỉ ngơi để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh. Cẩm Nang Vượng Vận. Quý nhân tuổi Sửu, tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng. Con số may mắn, số 40, 81, số 2. Tử vi tuần thứ 2, từ ngày 8 đến ngày 14 âm lịch người tuổi kỳ dậu trong tuần này đón nhận vận trình có nhiều thăng trầm bất ổn đặc biệt ở phương diện sự nghiệp hung thần thương quan gây họa khiến cho người tuổi này dễ bị kẻ xấu khích bác hành động mất kiểm soát đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc và uy tín của bản thân mình may sao cuối tuần có chính ấn bảo trợ lại thêm thiên ấn nâng đỡ vận trình bản mệnh cũng dần có chuyển biến tích cực những mâu thuẫn khó khăn trước đó dần được giải quyết ổn thỏa bản mệnh cũng tạo được ấn tượng tốt với lãnh đạo cấp trên bằng sự nỗ lực của mình Vận trình tài lộc khá bất ổn, không được sáng rõ cho lắm, khi mà chưa có nhiều tín hiệu cho thấy bản mệnh nắm giữ được tiền bạc trong tay, mặc dù thực thần xuất hiện, có lợi cho đường làm giàu, giúp những người sinh năm 1969 có nhiều khoản thu về tay, nhưng ngay sau đó, bạn lại gặp thảm họa kiếp tài, dễ tin người mù quáng mà đem tiền bạc tiêu tán đi mất. Cảm nang vượng vận. Quý nhân, tuổi tỵ, tuổi dậu. Tiểu nhân, tuổi mão, tuổi tuất. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. Con số may mắn 77, 39, số 8. Từ vi tuần thứ ba, từ ngày 15 đến ngày 21 âm lịch. Tuần này là một tuần có nhiều may mắn đối với người tuổi kỷ dậu, nhờ có thiên ấn và chính ấn phù trợ, ngay từ đầu tuần bạn đã được trao cơ hội để khẳng định giá trị của mình, tuy nhiên sau khi gặt hái được thành công, bạn cần phải hành xử một cách khiêm tốn, chớ lên mặt với người khác. Phương diện tài chính có nhiều cải thiện vào cuối tuần, dù làm trong ngành nghề gì đi nữa, bạn cũng thu được lợi nhuận và lương thường tương xứng. Bạn có thể nhận thấy được rằng, công suất của mình đã bỏ ra, được trả một cách xứng đáng. Các tinh tử vi trợ lực, nếu bạn đang ấp ủ kế hoạch làm ăn kinh doanh, bạn còn rất hay được người khác chiếu cố nên dễ dàng đạt được mục tiêu đã đề ra, chẳng những vậy tài lộc thăng cấp nhờ có chính tài trợ mệnh, các dự án kinh doanh đầu tư đều sinh lời, tuần này cũng chính là thời điểm bạn ngồi đến tiền. Tuy nhiên, để có được điều đó bản mệnh đã phải trải qua không ít những phiền muộn, khó khăn, thử thách. Dẫu sao kết quả cuối cùng vẫn mỹ mãn, bạn xứng đáng có được điều đó chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ tiến triển khá tốt, nhưng về cơ bản thì không có sự đột phá nào cả trong tuần này, có thể giữa cả hai vẫn đang tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách, hai bạn đến với nhau hãy tìm hiểu xem thứ ngăn cách đó là gì, và cùng nhau phá vỡ nhé. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, tuổi hợi, tuổi tỵ. Tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi hợi. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. Con số may mắn, số 86, 49, 30. Lựa chọn vật phẩm phù hợp với tuổi kỷ dậu chọn lựa vật phẩm phong thủy phù hợp nhất với bản mệnh tuổi kỷ dậu sẽ giúp những món đồ này phát huy tối đa công năng, đặc biệt đối với những vật phẩm để bàn. Nếu là dòng vật phẩm hợp với mệnh thổ, sẽ giúp con đường sự nghiệp thăng tiến, chiêu tài lộc, tránh tà khí và hóa giải xung đột trong công việc làm ăn. Một vài những tham khảo dưới đây là các gợi ý về vật phong thủy để bàn làm việc cho tuổi kỷ dậu cây cảnh hợp phong thủy là lựa chọn đầu tiên mà bạn có thể cân nhắc để trưng bày trên bàn làm việc hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu cây cảnh nhỏ được vuông trồng trong các chậu nhỏ đặt trên bàn làm việc phần lớn những cây cảnh này đều là các giống cây có sức sống mãnh liệt vì vậy bạn sẽ không mất nhiều thời gian để chăm sóc khi lựa chọn cây phong thủy hợp với gia chủ kỳ dậu một lưu ý quan trọng là cần tìm kiếm những cây phù hợp với bản mệnh theo đó người sinh năm 1969 lựa chọn những cây như vạn niên thanh, cây phát tài, cây kim tiền, cây phú quý vật phẩm phong thủy phù hợp với người tuổi kỳ dậu. Vật phẩm phong thủy như tượng linh vật cũng là một gợi ý rất đáng để kỳ dậu tham khảo trưng bày tại bàn làm việc. Bạn nên đặt một trong những dòng tượng sau: tượng quan thế âm bồ tát quan thế âm bồ tát là vị thần linh rất được người việt coi trọng trong tín ngưỡng theo dân gian quan thế âm đại từ đại bi là vị thần đại diện cho sự nhân hậu bao bọc luôn cứu khổ cứu nạn chúng sinh chính vì vậy khi đặt vật phong thủy để bàn làm việc của tuổi kỷ dậu thì sẽ giúp gia chủ tìm kiếm được sự ổn định yên bình và sáng suốt trong mọi quyết định tượng châu mạ vàng, theo ngũ hành và 12 con giáp tuổi dậu và sửu là hai con giáp hợp mệnh, do đó với bàn làm việc của người tuổi kỷ dậu, bạn hoàn toàn có thể đặt tượng linh vật là châu vàng với đức tính, hiền lành, chịu khó, tượng châu sẽ giúp bổ sung vào những khiếm khuyết cho người tuổi kỷ dậu, từ đó bổ trợ cho con đường sự nghiệp của bạn được thăng hoa, thành công hơn tranh thuyền buồm mạ vàng tại bàn làm việc nếu bạn muốn trưng bày một bức tranh thì tranh thuyền buồm chính là lựa chọn rất đáng để tham khảo với nghĩa mang lại sự thuận buồm xuôi gió không ngừng tiến về phía trước tranh thuyền buồm sẽ giúp sự nghiệp của gia chủ thuận lợi hơn cùng với đó chúng cũng phù trợ để kỳ dậu có được quyết định sáng suốt trong mỗi bước đi của mình bản mệnh tuổi kỳ dậu thân mến cuộc sống này ngắn ngủi lắm nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết bởi chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn giữa đất trời mênh mông vô tận con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn người sống trên đời này phàn nàn một ngày chi bằng cố gắng một ngày chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới nhớ lời phật dạy chớ nên nói những điều này bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cả chuyện rắc rối bạn đang gặp phải chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà tiêu tan người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay lại hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy nói nhiều lời sân hận bạn bè bằng hữu rời xa mà người khác tất sẽ xem thường ta thay vì than phiền hãy nỗ lực phấn đấu hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công hãy nhớ là tu miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ tới cho quý vị về vận trình tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 12 âm lịch của năm nhâm dần. Xin kính chúc quý vị nắm bắt được cơ hội của mình và thành công trong cuộc sống. Nếu như quý vị cảm thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ tới những người thân yêu để cùng chúng tôi đi tìm hiểu quý vị nhé. Mọi ý kiến đóng góp và tư vấn giải đáp quý vị vui lòng gửi tới chúng tôi bằng cách comment xuống bên dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất ban biên tập chương trình minh đường tử vi cam kết sẽ luôn là người bạn thân thiết đồng hành cùng quý vị trên mọi nẻo đường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo chúc quý vị có một tháng mới hạnh phúc khỏe mạnh bình an giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình